Thì bà con cái ống đập nước nè, đập nước này là ống đập nước siêu tốc rồi bà con, lưu lượng nước rất là dữ, dành cho động cơ xăng á, thì từ 5,5 ngựa cho lên nha, động cơ dầu á, thì từ 4 ngựa, còn động cơ điện á, hay gọi là motor á, là khoảng 1.5 kW, mà khoảng 2 ngựa đó, cho từ 2 ngựa cho lên là chạy ok luôn, ít tốn nhiên liệu nữa, nhẹ nhàng mà rẻ nữa bà con ơi. Này bơm nước cực mạnh luôn, dùng tất cả được cái dòng máy chống ngập chống úng là ok luôn nè, bơm nước rất là nhanh, siêu tốc luôn. Ống ga từ 3 tấc 4, 3 tấc 8, 3 tấc 2, 3 tấc 6, 2 tấc mấy đầy đủ nha, tùy theo động cơ mà bà con dùng cho hợp lý, chỉ có 1,5 triệu một cái rồi con ơi. Ống bơm nước siêu tốc dùng tất cả động cơ, động cơ xăng từ 5,5 ngựa, động cơ dầu từ 4 ngựa, động cơ điện từ 1.5 kW, tức là khoảng 2 ngựa hoặc 2 sức 2 mã lực đó, động cơ điện á là dimo á, motor á, còn inox luôn nè bà con, inox chống sét luôn nè, dành cho mà mấy tháng ngập để bơm nước ra để chống úng đồ ngon lắm bà con ơi. Với đông sưng nè, bơm đông sưng ruộng đồ cũng im lắm nè, đông sưng mà để cho kịp thời vụ á là bơm từ ruộng ra, đông sưng ở miền Tây mình biết nè, là bơm nước từ ruộng ra để xuống giống kịp thời vụ nè, nước rút chưa kịp á là bơm này ra nhanh lắm nè. Alo. Đúng rồi anh. Năm 9 năm, 28 năm. Thái anh. 125. Nó phải đặt nha. Chắc có hàng anh ơi. Dạ. Lên chịu, con lên chịu đó anh. Dạ. Dạ. Nó giờ mắc lắm, hiếm lắm, mình sợ nha, bán cũng ngán lắm, tội nghiệp bà con mua giá cao quá. Quá cao đi. Thì bán cũng thấy không bán được. Dạ. Dạ. Đây, ống bơm nước siêu tốc luôn nha, đi nóc luôn, chống sét luôn, dành cho bà con là bơm nước chống ngập chống úng là ok lắm bà con, lượng nước ra rất dữ mà động cơ xài rất là dễ, động cơ nào xài cũng được, dầu thì từ 4 ngựa, xăng thì từ 5,5 ngựa, điện thì khoảng 1.5 kW trở lên là xài được, nghĩa là motor điện là khoảng 2 kg là xài vô tư luôn, tùy theo kích cỡ ống nha. Thôi là thấy ba bên đông sưng nè, kịp thời vụ vô ruộng ra nè, bơm nước cho đông sưng để xuống giống kịp thời là ok lắm nè, máy chạy rất là ok. Alo. Nào ta. Em trang cái bảng đó, mấy bảng á, mấy bên lộ đó, bảng mấy bên lộ nè, thấy bảng mà lộ phải không, từ xe miền Tây lên anh qua tới, em đang cầm dù nè anh biết à, em đang chỗ này nè, đây chống ngập chống úng rồi nghe con, bơm đông sưng nè, xuống giống bà con miền Tây là cho kịp thời vụ nè, nước rút cho kịp này, bơm ra nó nhanh hơn để cài xới xuống đất rồi xuống giống rồi cho kịp thời vụ nè, bơm đông sưng rất là tiện nha bà con, chỉ có 1,5 triệu thôi, dùng tất cả động cơ bị nóc chống sét luôn bà con ơi. Kích cỡ này con từ 3 tấc 8, 3 tấc 4 tính 2 tấc 2 đều có nha, 2 tấc có nha, thân thôi bà con, đặt hàng là có hết, tùy theo động cơ cho phù hợp mà con đặt, tất cả động cơ đều dùng được. Đi nóc luôn rất là cứng này, nó có lòng trong nữa nè, 2 nòng nè, nòng này nó giữ nước lên, lượng nước không bị dội nước lại mà con, nước rất là mạnh, nó lên lên luôn không bị dội lại, nên lên rất là xa, khoảng 4-5 mét dốc á, lên bình thường. Thì ổng mình xài dịch cho phù hợp thôi, là lên bình thường rất đẹp. Đó là gia đình nào xài mà chống ngập gia đình, hay là bơm trong vườn tược đồ ra để chống ngập cây ăn quả là ok lắm bà con, rồi nước nhanh, bơm ít tốn thời gian, ít tốn nhiên liệu nữa, rất là dễ xài.
chỉ có 1,5 triệu thôi con, inox luôn, rất là cứng cáp. Alo. Alo. À, anh quay đầu lại được chưa? Rồi quay đầu lại cái xăng lá, thấy xăng lá chưa? À thấy chưa? Anh chạy tới xíu đi. Tới rồi qua đèn đỏ phải không? Ờ thì em đối em ra cái chân cái cổng, chân cái cửa đó, chân cái bảng đó đó. Có thằng gào lướt 20 đó, nhìn qua thử khỏe không? Đúng rồi em đang đây nè. Anh nhìn qua lỗ anh đang đứng cái dù nè. Rồi để em qua.